Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video được phát sóng trên kênh Đồng hồ Thụy Sĩ Nga Nhật. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2024. Và quay trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều các mẫu đồng hồ đến từ nhiều các thương hiệu. Ngoài ra sẽ có các cái mẫu kính cùng với nhẫn đấu giá để cho các bác mình có thể giao lưu và sưu tầm. Trong quá trình xem video, các bác yêu thích mẫu sản phẩm nào mình có thể chốt đơn cho em về Zalo, số điện thoại 0936050424 em đã ghi mở ngay bên ngoài màn hình nhé. Và các bác xem video đừng quên mình ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video này để ủng hộ kênh và mình có thể nhận được thông báo đón xem các video được em phát sóng một cách sớm nhất ạ. Rồi và ngay sau đây sẽ đi vào phần giới thiệu về các mẫu đồng hồ trong phiên ngày hôm nay. Và chiếc đồng hồ số 1 mang đến cho các bác trong phiên này hôm nay một chiếc Rolex Day Date nha. Đây là một trong những cái phiên bản Rolex sẽ có hai ô lịch dành cho các bác. Một ô lịch nằm tại vị trí góc 12 giờ và một ô lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Đấy. Cái ô lịch này gọi là lịch thượng nha. Em này thì thật sự luôn là cái thiết kế rất là đẹp. Toàn bộ phần niềng bên ngoài là được đính đá hết toàn bộ nha, rất là sáng như thế này. Nói chung là đây là một cái form mặt mà phải gọi là một cái phong cách nó rất là sang trọng và đẳng cấp của một thương hiệu hàng đầu như này. Toàn bộ phần cọc số này, cọc số được đính đá nhé. Và mặt thì sẽ là mặt trắng sạc cừ. Đấy. Đây là một sự kết hợp giữa cái phần vỏ thép và vàng hồng như này. Và dây khóa này sẽ là một chiếc dây dummy zin nguyên bản. Đấy, có biểu tượng của thương hiệu ở đây. Nốm zin này và phía dưới mặt đáy ở đây thì là đáy thép nha. Nói chung là em này thì rất là đẹp, nguyên vẹn luôn. Thân vỏ sáng bóng theo thời gian. Chiều ngang của trên này sẽ là 30-41. Size ngang 41 và size dọc nếu tính cả chân càng thì sẽ là size 47 nhé. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ quất tay. Đối với chiếc núm này thì đây sẽ là một chiếc núm cổ chai. Nên các bác sẽ xoáy ra bên ngoài để mình có thể điều chỉnh các chức năng của máy nhé. Ví dụ như là lên quất tay này. Đấy. Điều chỉnh các cái ô cửa lịch, lịch nhanh. Các bác sẽ xoay núm theo chiều ngược kim đồng hồ để chỉnh lịch ngày và xoay xuôi kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ nhé. Nói chung là các chức năng của núm là hoạt động rất là ok nha. Và sau khi mà các bác sử dụng xong thì mình nhớ xoáy lại cái vị trí cũ nha. Đấy. Zin nguyên bản từ phần dây khóa. Rất là đẹp, em đeo lên tay để cho các bác cùng ngắm ạ. Cái form của chiếc này thì nói chung là size mặt lớn. Đấy, size lớn dễ đeo. Các bác nào mà tay to các bác đeo cũng sẽ rất là đẹp luôn này. Tay em sẽ là tay cổ tay 15.5 nhá, tay nữ. Đấy. Đeo rất là ok luôn. Em này form thì gọi là quá là đẳng cấp rồi. Rồi và trên màn hình đây chính là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này các bác nha. Đấy. Bộ máy ETA vàng 5 tầng đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định đồ nhá. Máy em này là máy 2824. 2834 các bác nha, em xin lỗi là cái số nó hơi nhỏ ấy. 2834. Máy đã được lau dầu, tình trạng hoạt động tốt. Rồi và bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này mình chốt đơn em với mã số 1 nha, Zalo đến các bác với giá là 4.800.000. Là số điện thoại Zalo em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình. Cửa hàng có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là bác chuyển khoản hết, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Rồi qua mẫu sản phẩm số 2 này. Hôm nay sẽ lên cho các bác các mẫu đồng hồ nhưng mà em sẽ sản phẩm số 2 sẽ mang đến cho các bác là các cái mẫu kính trước này. Đấy, sau đó sẽ lên nhẫn và tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với các mẫu đồng hồ nhé. Mẫu kính ngày hôm nay mang đến cho các bác sẽ là dòng kính AO hay các bác còn gọi là kính cơn ạ. Đây là cái dòng kính phi công Mỹ, một trong những cái dòng mà được yêu thích nhất tại Việt Nam thời điểm bây giờ. Đấy. Hiện tại thì em đang xả kho, số lượng thì không còn nhiều đâu, mỗi mẫu em chỉ có vài chiếc thôi. Tuy nhiên thì cũng sẽ có đủ 3 màu để cho các bác mình lựa chọn nhé. Toàn bộ đây là 3 cái màu kính dâm cơ bản của cái mẫu kính cơn này. Đó là màu nâu trà này, xanh và xanh đen. Đấy.
Đây là xanh đen này, đây là màu xanh và màu nâu trà các bác nhé. Đấy, gọng kính thiết kế gọi là rất là thanh mảnh, cực kỳ nét. Đấy, form gọng mái chèo, gọng mái chèo. Những cái dòng kính của nhà em sẽ là dòng kính cơn hàng mã lai cho các bác. Xe 138, nói chung là đối với cái dòng kính như thế này thì các bác đeo rất là tiện, bởi vì nó là kính râm. Mà ở Việt Nam thì cái thời tiết ánh nắng nó quá là khắc nghiệt đi. Đấy, ánh nắng cực kỳ gay gắt. Bước chân ra ngoài đường thì kính sẽ là một trong những cái phụ kiện mà em nghĩ là rất là cần thiết dành cho các bác. Mình đeo mình bảo vệ mắt. Đấy. À, ngoài ra thì các cái kính như thế này các bác mình đeo đi chơi này, đi du lịch rồi gặp bạn bè nó rất là phù hợp. Cái form kính thì nó rất là dễ đeo cho các bác. Đấy, nếu như mà bác nào yêu thích cái dòng kính này thì mình có thể chốt đơn cho em theo Zalo số điện thoại bên ngoài màn hình nhé. Thị trường đang bán với giá từ 1 đến 2 triệu. Đấy, nhưng mà nhà em bán cho các bác tặng 480.000 cho một chiếc thôi, một mức giá quá là ok để cho các bác mình có thể Zalo và trải nghiệm cái dòng kính này của nhà em. Đấy, 480.000 cho một chiếc kính nhé. Mua hàng đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng bao ship toàn quốc cho các bác luôn ạ. Đấy. Rồi, qua kính em sẽ lên cho các bác các cái mẫu nhẫn ạ. Nhẫn của nhà em thì sẽ là cái dòng nhẫn được đấu giá. Đấy. Toàn bộ đều là nhẫn nam nhá. Các bác có các bác nam đeo những cái dòng nhẫn này rất là đẹp luôn. Cái form nó lớn, size lớn rất là dễ đeo. Mã nhẫn số 1. Một em với màu mặt đá trắng này, đá mặt mặt vuông nha. Em này sẽ làm cái form mặt vuông. Có size 11 dành cho các bác ngón tay từ 24 đổ lại. Và ngoài ra nếu như mà các bác mình ví dụ mình yêu thích cái màu đá này, hoặc là mình có cái size nó to hơn hoặc là nhỏ hơn cái form em đo ở trên đây, nhưng mà cũng cùng là cái màu đá này, thì các bác mình cũng có thể nhắn tin trực tiếp về Zalo số điện thoại của cửa hàng để em có thể tư vấn về size cũng như là các cái màu mặt để cho các bác mình có thể sở hữu các cái dòng nhẫn của bên em nhé. 380.000 cho một chiếc nhẫn như thế này và đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên, bên em gửi hàng bao ship toàn quốc cho các bác ạ. Đây là mã nhẫn số 1 cho em ạ. Một em mặt đá vuông trắng nhé. Mã nhẫn số 1. Qua mã nhẫn số 2, vẫn tiếp tục một em đá vuông trắng, nhưng cái màu mặt đá của em này thì nó sẽ có một chút khác biệt nhé. Đây. Đấy, các bác có thể thấy không ạ? Cái màu mặt nó cũng là đá trắng nhưng mà cái màu đá bên trong nó sẽ khác nhau. Đây là mã nhẫn số 2, size 9 cho các bác ngón tay từ 21 đổ lại này. Mã nhẫn số 2 nha. Mã nhẫn số 3 sẽ là một em với màu mặt đá mã não như thế này. Cái màu này sẽ là màu cam, size 7 cho các bác ngón tay 16 đổ lại cho em. Đá, cái màu đá mã não rất là sang các bác nha. Đấy, nó sẽ là một cái màu hơi cam nhẹ. Tiếp tục, đây là mã nhẫn số 3 nhé. Bây giờ em sẽ qua mã nhẫn số 4 này. Một em đá thạch anh đen với size 8 cho các bác ngón tay từ 18 đổ lại. Em này thì sẽ là một cái form mặt vuông, và cái đá thì sẽ là đá form tròn. Đấy, form nhẫn vuông nhé. Một cái phong cách rất là quyền lực. Đấy, sang trọng, đẳng cấp. Đây là mã nhẫn số 4 cho em ạ. Tiếp tục qua mã nhẫn số 5. Một em màu mặt xanh ngọc lục bảo cho các bác này. Em này có size 9 cho các bác ngón tay 20 đổ lại nha. Tay 20 đổ lại này, màu xanh ngọc lục bảo. Đấy. Mã nhẫn số 5. Chốt đơn cho em chiếc này. Mã nhẫn số 5. Tiếp tục qua mã nhẫn số 6. Một chiếc với màu đá thạch anh xanh, size 9 cho các bác ngón tay 21 đổ lại. Cái màu này thật sự cái mặt ấy, nó tạo cái sự bắt sáng, có cái độ bắt sáng cũng như là những cái lấp lánh. Các bác nhìn hiệu ứng lấp lánh rất là đẹp trên phần mặt luôn. Đấy. Đây là mã nhẫn số 6 cho em các bác nha. Đây là mã nhẫn số 6 ạ. Mã nhẫn số 7 sẽ mang đến cho các bác một em màu mặt xanh lá như thế này. Đấy. Size 7 cho các bác ngón tay 16 nhá. Tay 16 đổ lại cho em ạ.
Đây là mã nhẫn số 7 và mã nhẫn số 8. Số 8 một em ruby đỏ với size 7 cho các bác ngón tay 16 đổ lại. Đấy. Tay 16 đổ lại cho em mã nhẫn số 8. Rồi và toàn bộ các mẫu nhẫn bên em đang được bán đồng giá 380.000 một chiếc. Đấy, đây là mã nhẫn cuối cùng trong cái phiên ngày hôm nay. Đấy, các bác chốt đơn về Zalo số điện thoại bên ngoài màn hình nhé. Cách thức mua hàng đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc cho các bác ạ. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các mẫu đồng hồ ngày hôm nay nhé. Mã đồng hồ số 2 sẽ mang đến cho các bác một em đồng hồ của Nga. Đây là một chiếc đồng hồ máy pin thương hiệu Onjos. Rất là đẹp luôn ạ. Em này form cực kỳ chất luôn. Size mặt sẽ là 40, dọc 43, em xin lỗi 47, ngang 40, dọc 47. Đấy, mặt trắng sặc cừ. Ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 6 giờ và thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng như này. Đấy. Phía dưới mặt đáy nhá, các bác nhìn này. Cái đáy thép và mặt bên trong có một cái logo đắp nổi. Đây là cái logo quốc huy của Nga, biểu tượng đại bàng hai đầu, tượng trưng cho hai cực của đất nước. Đấy, tượng trưng cho quyền lực và sự tự do. Đấy. Rất là đẹp luôn, cái logo mà người ta đúc nổi ở trên cái phần đáy nhá. Đây là logo đúc nổi luôn. Thật sự luôn là cái đây là một cái logo mà người ta làm nó rất là cầu kỳ, sắc nét đến từng các cái chi tiết luôn ấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và ở trên phần mặt bên trên này cũng sẽ có một cái logo đại bàng hai đầu đắp nổi ở trên cái phần mặt nữa, góc 12 giờ đây. Rất là đẹp các bác nha. Đấy. Em này thì form lớn, vừa phải, rất là dễ đeo. Em lên tay để cho các bác cùng ngắm này. Máy pin thì nó chạy rất là tiện rồi. Form rất là chất các bác nha. Mã số 2 này, em này có giá là 1.380.000 nhá. 1.380.000 lại chốt đơn em với mã số 2. Qua mã số 3, tiếp tục một chiếc Pondros máy pin. Nhưng mà em này sẽ là một chiếc đồng hồ dáng tanh. Đấy, dáng tanh nha. Màu mặt đen bao công có một ô click góc 3 giờ. Phần mặt của chiếc đồng hồ này nó sẽ là một sự kết hợp giữa các ô đường kẻ caro rất là đẹp như này. Đấy, cọc số vàng, thiết kế nổi, logo biểu tượng đất quốc huy của Nga này và có chữ ký của Tổng thống Nga nhé. Thân vỏ bên ngoài của em này sẽ là vỏ vàng. Đấy, vỏ vàng này. Phía dưới mặt đáy ở đây thì có khắc logo biểu tượng quốc huy cùng với các thông số máy bằng tiếng Nga. Em này thì size ngang sẽ là 34 và size dọc tính cả chân cả sẽ là size 43. Một form mặt lớn vừa phải, rất là dễ đeo. Em lên tay để các bác cùng ngắm này. Đấy. Cái form tanh, thiết kế nó rất là ấn tượng luôn ấy ạ. 4 phần chân càng với hai bên đường viền lớn tạo cho nó một cái form trông rất là nam tính ạ. Nó sẽ là một cái form nó tạo cảm giác hơi cong nhẹ nha. Đây các bác nhìn cái phần mặt này. Người ta sẽ làm với các cái đường cong như này. Đấy. Tạo cảm giác cái khi mà lên tay nó rất là ôm form luôn. Thật sự đây sẽ là một chiếc đồng hồ dáng tăng mà với một cái thiết kế rất là đẹp. Đấy, zin từ phần dây khóa cho các bác luôn nhé. Máy thì cũng là máy pin thôi. Núm sẽ có các chức năng để chỉnh lịch nhanh. Các bác mình sẽ kéo núm ra bên ngoài để chỉnh lịch cho em. Đấy. Chiếc này giá là 1.180.000 thôi ạ. Một mức giá rất là tốt để cho các bác mình có thể giao lưu nha. Đối với những chiếc đồng hồ như thế này, các bác mua về đeo hay là mình tặng cho người thân thì nó sẽ rất là hợp lý luôn này. Đấy. Hôm qua cũng có một bác mua và mua đồng hồ để mang đi tặng. Em phải gửi gấp luôn. Đấy, cũng là cái dòng đồng hồ này. Rất là đẹp luôn. Về nhà cứ gọi điện này khen. Đấy. Hàng thì em quay là video là cam thường nhá. Các bác nhìn như thế nào, trên video như nào thì các bác nhận hàng sẽ y như vậy luôn. Rồi tiếp tục nha. Mã số 4 sẽ mang đến cho các bác một em đồng hồ cơ cổ của Thụy Sĩ nha. Một thương hiệu đồng hồ cao cấp Longines, Đô đốc 5 sao Đại tướng quân. Một trong những cái phiên bản đồng hồ mà cao cấp và nổi tiếng bậc nhất của thương hiệu đồng hồ Longines ạ.
Mỗi khi nhắc đến thương hiệu này thì Đô đốc 5 sao Đại tướng Quân sẽ là một trong những cái tên mà được nhắc đến nhiều nhất. Zin nguyên bản từ phần dây khóa luôn, và cái phiên bản này được ra mắt vào những năm thập niên 60 các bác nhé. Màu mặt trắng này, số trải tia và có một ô click lock 3 giờ ở đây. Chiều ngang có size mặt 36 và chiều dọc có size mặt là 41. Đấy. Em đeo lên tay để cho các bác cùng ngắm này. Biểu tượng 5 ngôi sao trên phần mặt. Nốm zin nguyên bản. Phía dưới mặt đáy đa giác. Zin toàn bộ từ phần dây khóa cho các bác luôn. Nói chung đây cũng là một cái form rất là dễ đeo nha. Đây lên tay này. Em mở máy này. Đây sẽ là bộ máy bên trong các bác nhá. Máy long zin tự động với 21 chân kính. Em này thì rất là sáng đẹp luôn. Đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Long zin Đô đốc 5 sao Đại tướng Quân, mã số 4, có giá là 6.280.000. Rồi tiếp tục qua mã nha. Số 5, một chiếc Technos Super Crown phiên bản cao cấp của thương hiệu đồng hồ Technos này. Em này thì nói chung là một cái form khá là lớn so với các cái dòng đồng hồ cổ các bác nha. Chiều ngang trên này sẽ là 37.5 nhân với lại 43 này. Đấy. Form khá là lớn. Mặt kính chém 9 góc, cọc số dạng khối và có một ô click lock 3 giờ ạ. Về phần thân vỏ bên ngoài thì đây sẽ là một chiếc vỏ thép không gỉ. Mặt đáy bắt quái, có các tên cùng với biểu tượng Technos ở đây. Nốm zin nguyên bản. Dây khóa thì đây sẽ là một chiếc dây lụa linh kiện nha. Em đeo lên tay các bác cùng ngắm này. Đấy. Em này form rất là nam tính luôn. Nói chung là các bác chơi nhiều các cái dòng đồng hồ cơ cổ các bác biết rồi. Cái size này, size 37 nhân với lại 43 thì đây cũng là một cái form rất là lớn rồi. Đấy. Còn về bộ máy bên trong này, thật sự luôn máy em này phải gọi hoa hậu các bác nha. Đấy. Đẹp không tí vết luôn. Máy ETA 2472, vành tóc gai này. Đây là phía dưới phần nắp đáy nhá. Đấy. Không có một cái vết xước nào xuất hiện ở trên cái phần này luôn, trên cái phần máy luôn ấy. Như hàng nốt luôn. Rồi và chiếc này có giá 2.880.000 cho bác này yêu thích chốt đơn em với mã số 5 nhé. Em này này lịch chỉnh thủ công nha, các bác sẽ chỉnh bằng cách quay kim cho em. Tiếp tục qua chiếc số 6 này, số 6 sẽ đem đến cho các bác một em Coslavin de Lucy, máy cơ lên dây với 23 chân kính. Là một chiếc đồng hồ với cái form máy cơ siêu mỏng, rất là sang trọng thanh lịch, dành cho bác nào mình thích những cái form mà nó nhẹ nhàng, nó nhẹ. Nhất là nó nhẹ, cái thứ hai là nó sẽ là một cái form trông khi đeo trên tay này, trông nó rất là thanh lịch như này. Đấy. Số la mã màu mặt đen và đây sẽ làm cái form mặt nó gần như là tràn viền luôn nha. Thân vỏ bên ngoài của em này sẽ là vỏ vàng này. Nước vàng rất là sáng luôn. Đấy, đây ở phía dưới mặt đáy thì các bác sẽ nhìn rõ hơn cái nước vàng của em này. Rất là sáng nha. Đáy thép có khắc tên thương hiệu Coslavin. Đây là một thương hiệu của Liên Xô nha. Chiều ngang size 35, chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 41. Này, đây là một em chân dài đến nách cho các bác này. Máy cơ lên dây, cơ có tay với 23 chân kính. Rất là mỏng luôn. Đeo em này thì cảm giác rất là dễ chịu nha. Nó nhẹ. Đấy. Mã số 6 này, giá 1.480.000 cho chiếc đồng hồ này thôi ạ. Giá rất là tốt để cho các bác mình có thể sở hữu nha. Đấy. Chốt đơn em với mã số 6 này. Tiếp tục qua mã số 7, một chiếc Rado LG. Phiên bản này được Rado cho ra mắt vào khoảng những năm thập niên 80. Đấy, zin nguyên bản từ phần dây khóa nhá. Đáy này có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa đây. Thép sáng bóng luôn. Nốm zin nguyên bản có biểu tượng mỏ neo ở trên đây này. Em này sẽ là một chiếc đồng hồ với màu mặt trắng. Kèm theo đó là sẽ có hai cái đường vân kẻ sọc tạo điểm nhấn. Cọc số dạng khối, lịch cóc 3 giờ. Thân vỏ thép không gỉ. Chiều ngang trên này là 35 và chiều dọc tính cả chân càng là 41. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cót tay nhé. Trên này có nấc chỉnh lịch nhanh cho các bác. Đây, mình sẽ kéo núm ra bên ngoài để có thể chỉnh lịch nhanh của chiếc này nha. Đây. Xoay núm theo chiều xuôi kim đồng hồ để có thể chỉnh lịch cho em.
Prado LG mã số 7 giá 1.980.000 thôi ạ. 1.980.000 mã số 7 cho em. Tiếp tục qua mã số 8 nhé, Technos Borazone 3. Đây là một trong những cái phiên bản cũng rất là nổi tiếng của Technos, được ra mắt vào những năm thập niên 60. Phiên bản này thì nó sẽ khác biệt với hai cái phiên bản cũ một chút, đó chính là cái thiết kế vân mặt 3D. Đấy, em này sẽ có cái vân mặt 3D này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ gốm nhá. Vỏ gốm ạ. Cái màu vỏ gốm thì nó sẽ là một cái màu ghi xám đặc trưng như này, khá là đầm tay. Đấy, cọc số có cài đá đen, kim cọc vàng và lịch góc 3 giờ này. Chiều ngang trên này sẽ là 37 và chiều dọc sẽ là 38. Đấy, ngang 37, dọc 38. Máy cơ tự động có hỗ trợ thêm cả con tay. Núm có nấc chỉnh lịch nhanh. Các bác sẽ kéo núm ra bên ngoài để chỉnh lịch nhanh cho em. Đấy. Núm zin này. Đáy thép có khắc tên thương hiệu Technos dưới này. Dây khóa linh kiện nha. Em đeo lên tay này. Technos Borazone 3. Máy cơ tự động có hỗ trợ cốt tay, tình trạng hoạt động tốt. Mã số 8 có giá 2.180.000. Mã số 9 sẽ là một chiếc Technos Skyline mặt bắt quái, có một lịch cóc 3 giờ nha. Cọc số dạng khối này, thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Đây là phía dưới mặt đáy nha. Đấy, núm zin nguyên bản. Dây khóa của em này sẽ là một chiếc dây vàng của thương hiệu Technos, và có triện ở trên đây là một chiếc dây vàng 10K Goldfield. Đấy, tuy nhiên thì nó sẽ không phải là dây zin của chiếc đồng hồ này nhé. Nó cũng là một chiếc dây nguyên bản của thương hiệu Technos, nhưng nó không phải là dây zin, bởi vì cái vỏ của em này là vỏ thép, còn cái dây này nó sẽ là dây vàng. Chiều ngang size 36 và chiều dọc sẽ là size 42 này. Đấy. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì trên này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay nữa. Đeo lên này. Cái màu mặt đen của em này là như kiểu được tráng men đấy các bác, rất là sáng. Đấy. Rồi bộ máy bên trong. Em này là một bộ máy ETA các bác nha. Máy 2622 vàng hồng. Đấy, máy vàng hồng, vành tóc gai này. Đấy, rất là đẹp luôn, tình trạng hoạt động tốt, đã được lau dầu và căn chỉnh rồi ạ. Bộ máy em này thì quá xuất sắc luôn. Rồi chiếc Technos này, mã số 9 nha, có giá là 2.280.000 ạ. Và mã số 10 ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bác một em Pontos, máy cơ lên dây với 17 Jewel, form trứng cổ điển, vỏ vàng ao 20 có triện ở phía dưới đáy này. Màu mặt được tráng men bóng và có một lịch cóc 3 giờ nha. Đây là phía dưới mặt đáy. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Pontos này sẽ là một em vỏ vàng hơi lên màu bạ trầu theo thời gian. Và nếu như mà các bác muốn đẹp hơn thì mình có thể đánh bóng lại cho em nhé. Chiều ngang size 36 và chiều dọc size 40. Bộ máy cơ có tay cơ lên dây với 17 chân kính này. Ô lịch chỉnh thủ công bằng cách quay kim. Pontos mã số 10 có giá là 1.080.000. Và đây cũng là mẫu đồng hồ đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video của kênh. Mọi thông tin chi tiết thì các bác hãy liên hệ cho em về Zalo, số điện thoại em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.